khi vào trung tâm con test được 2.5 và sau khoảng một thời gian học con thi đã được 8.0. Một kết quả quá sức mong đợi của cả hai mẹ con đấy. Nhưng thực ra ở đây cũng có một cái phương pháp mà dạy các con học mà mình cũng cảm thấy rất là yên tâm, tin tưởng, là bởi vì khi các con học chung ở trên lớp rồi nhưng thiếu kỹ năng nào, thiếu một kỹ năng nào đó là có ngay gia sư kèm riêng để bổ trợ thêm cho các con để có thể hoàn thiện và có kết quả tốt như thế này. Và đặc biệt hơn nữa là các con còn có những cái khóa học buffet với lại cả thầy giáo nước ngoài nữa.